sợ hãi và giáo pháp ban đêm khi cảm thấy tâm bị kinh sợ khuấy động thì vị tỷ khưu buộc mình phải đi thiền hành ngoài trời đây là cuộc chiến giữa sợ hãi và giáo pháp nếu cơn sợ thất bại tâm sẽ có nhiều dũng lực và an trụ dễ dàng trạng thái định càng thâm sâu nếu kinh sợ chiến thắng nó sẽ tăng trưởng một cách nhanh chóng phi thường. Toàn thân bị bao phủ trong cả cơn nóng thoát mồ hôi và cơn lạnh ớn xương sống, mắc tiểu tiện đại tiện luôn. Vị tỳ khiêu ấy sẽ ngộp thở và trông giống như kẻ chết hơn là người sống. Tiếng gầm dọa nghe sờn tóc gáy của một con cọp ở đâu gần đó hay từ xa vọng lại. Từ dưới chân núi, trên đỉnh đồi hay dưới đồng bằng chỉ làm tăng trưởng cơn sợ ngộp thở ấy từ hướng nào hay từ khoảng cách bao xa vọng lại điều đó không quan trọng đối với vị tỳ khưu như vậy vị ấy chỉ nghĩ rằng con cọp kia đang tiến đến mình để ăn thịt và đến ngay tức khắc dù khu rừng rộng lớn bao nhiêu vị ấy cũng bị cơn sợ của chính mình ám ảnh và tin chắc rằng con cọp kia không biết nơi nào khác để kiếm mồi mà chỉ có ở đây những đoạn kinh đọc tụng để ngăn ngừa sợ hãi thì tan biến đâu mất mỉa mai thay những gì còn lại của bài kinh chỉ làm tăng trưởng nỗi kinh sợ vị ấy sẽ tự mình tụng cho chính mình nghe cọp đang tới cọp đang tới đó là lối thất bại của một vị tỷ khưu như vậy và công phu trau dồi giáo pháp của vị ấy đó là chấp nhận chịu thua trước khi bắt đầu cuộc chiến đó là hậu quả của sự từ bỏ giáo pháp đường lối chân chính là chú tâm vào một điểm nào của giáo pháp chẳng hạn như suy niệm về sự chết để giữ tâm ở lại bên trong và cắt nó khỏi nguồn gốc của sợ hãi ở bên ngoài. Khi còn sống cũng như lúc chết, tâm không nên tách rời khỏi đoạn kinh mà mình đang tụng hay giáo pháp mà mình đang suy niệm. Tâm trong giáo pháp ắt có trang bị đầy đủ để tự vệ. Nó sẽ vững chắc không lay chuyển dù cơn sợ tấn công dồn dập như thế nào. Và rồi lòng quả cảm sẽ đến xả ly và buông bỏ ngài pra achan thường dạy đệ tử nên hy sinh tất cả những gì mà họ nghĩ rằng của họ gồm luôn cả thân và tâm này nhưng không bao giờ từ bỏ giáo pháp dù đó là pháp mình đang thực hành hay câu kinh mà mình đang đọc tụng điều gì phải đến hãy để cho nó đến bởi vì đó là lẽ tự nhiên bất luận cái gì được sanh ra ắt phải hoại diệt không thể cưỡng lại sự chết kháng cưỡng là đi ngược lại với định luật tự nhiên một thái độ tinh thần ngoan cố như vậy sẽ không mang lại lợi ích nào đường lối chân tránh là phải can đảm và quả quyết chứ không phải lo âu sợ sệt về cái chết về nơi trốn để trau dồi tâm càng hoang vu đầy thú dữ và cọp càng tốt ngài dạy rằng ở những nơi như vậy tâm sẽ phát triển tốt đẹp trong thiền định và thiền trí những con cọp dữ sẽ giúp in sâu giáo pháp vào tâm bởi vì khi người không tin đức phật và không sợ ngài mà lại tin cọp và sợ cọp thì hiểm họa cọp cũng là điều tốt lòng kinh sợ cọp hình ảnh của mình bị cọp xé ăn có khả năng đem tâm về giáo pháp biết rằng không còn cách nào khác để tự giúp mình tâm như vậy sẽ chăm chú gom vào đề mục thiền hoặc vào một đoạn kinh tụng cho đến khi an trụ trong giáo pháp khi ấy nó sẽ thấy giáo pháp vô cùng màu nhiệm và tin nơi Đức Phật. Trong giờ phút nguy kịch đó, tâm an trụ phát triển mạnh đến mức độ mà cho đến lúc ấy chưa bao giờ được phát triển như vậy. Trí tuệ hay tuệ minh sát mà chưa từng phát triển bao giờ cũng sẽ phát sanh. Một cái tâm buông lơi thả lỏng không được kiềm chế và trao dồi át chậm chạp, lười biếng và dễ trở thành nạn nhân của những ảnh hưởng xấu xa, tội lỗi. Rồi nó tích tụ ô nhiễm, chỉ làm nó chìm nặng thêm. Dù sao, cọp sẽ giúp nhấc bớt hộ gánh nặng lên, làm vơi đi phần nào trọng lượng trên vai người nhát gan và người ấy sẽ không còn run sợ khi đi đâu hay ở nơi nào. Bất luận nơi nào mà ô nhiễm sợ thì hành giả được khuyên nên đến đó nơi nào mà ô nhiễm không sợ hành giả nên tránh xa quy hàng những lời thỏ thẻ xúi dục của ô nhiễm là lợi dưỡng buông xuôi tự lăn trôi theo ô nhiễm không tạo nên điều gì có lợi nó chỉ đưa đến sự sụp đổ về tinh thần làm cho hành giả mù quáng trước mọi khái niệm về tội lỗi và phước lành Ngài Pra Achan Mun thường lưu tâm các đệ tử rằng một nơi mà người ta không cần phải cẩn thận đề phòng sẽ không giúp phát triển tâm. Trái lại, nơi nào mà hành giả luôn luôn phải thận trọng giữa những hiểm nguy luôn rình rập thì cuối cùng lại là một nơi hỗ trợ quan trọng. Ở một nơi nguy hiểm như vậy thì tâm không dám lìa khỏi niệm và đó là cách để tinh tấn trong những lúc nguy kịch hãy giữ giáo pháp chặt trong tâm vì đó là nơi mà giáo pháp tồn tại đừng buông lỏng cho tâm lần ra ngoài khi đó năng lực của ý chí và kế đến là tình trạng an toàn sẽ đến cái chết không thể đến khi giờ khắc của nó chưa đến và thay vì cái chết mà ta tưởng tượng và dự đoán, năng lực của ý chí và can đảm sẽ đến một cách bất ngờ. Chính sự rèn luyện cố bám vững chắc vào giáo pháp bên trong và không để những ảnh hưởng bên ngoài chi phối sẽ dẫn hành giả đến thành tựu mục tiêu cuối cùng của mình. Tự mãn hay thối chí, nản lòng thì không thể thâu hoạch tiến bộ đáng kể nào hành giả phải trau dồi thái độ sống với giáo pháp và chết với giáo pháp bằng mọi cách và chỉ có thể mới đảm bảo tiến bộ thái độ này sẽ giúp hành giả đương đầu với mọi hiểm nguy trong cuộc sống giữa những nơi hoang vu đáng sợ tình trạng càng nguy kịch tâm càng phải bám chặt vào điểm giáo pháp đã chọn trước một cái tâm dũng mãnh và cương quyết như vậy kẻ tấn công sẽ tháo lui dù đó là một con cọp con rắn hay một con voi hành giả thậm chí còn có thể tiến thẳng tới nó thái độ của hành giả đối với nó căn cứ trên nền tảng từ bi vốn có một ảnh hưởng huyền diệu bí ẩn nhưng thật sự và rõ ràng thâm sâu tâm của hành giả được khoác lên bộ y giáo pháp còn tâm của thú thì không có do vậy tâm hành giả có sức mạnh hơn tâm thú thực ra loài thú không biết điều ấy nhưng có thể cảm nhận được đó là oai lực của giáo pháp bảo vệ hành giả trong khi làm mềm dịu hay vô hiệu hóa tính hung dữ của thú đó là sức mạnh huyền diệu của tâm vốn tự nó hiển hiện. Nhưng đối với người mà tâm chưa được trau dồi đến mức độ đó thì át khó nhận thức được. Riêng về khía cạnh này của giáo pháp, nó sẽ luôn luôn bí ẩn với người nghiên cứu ở tầng lớp trí thức trong các cơ quan khác nhau, dù là nghiên cứu rộng rãi đến đâu. Khi giáo pháp hiển lộ rõ trong tâm, tâm mới có thể hiểu giáo pháp là gì. Tùy theo trình độ hoặc chiều sâu của giáo pháp được hiển lộ. Khi tâm và giáo pháp hoàn toàn hợp nhất, không còn gì nữa để hoài nghi. Cả hai đều vi tế và bí ẩn như nhau. Và ở mức độ hoàn toàn hợp nhất này, ta có thể nói rằng tâm là giáo pháp và giáo pháp là tâm giờ đây không còn mâu thuẫn nữa bởi vì ô nhiễm kẻ gây mâu thuẫn đã bị loại trừ cái tâm quý báu vô giá kia hình như không còn giá trị gì cả khi đã trở thành dụng cụ của ô nhiễm bị ô nhiễm thống trị đến độ mất hết giá trị một cái tâm sống trong tình trạng thoái hóa như thế mà không cố gắng sửa sai hay tự thanh lọc sẽ còn phải trải qua cả trăm cả ngàn lần sanh tử tử sanh vô ích không học bài học nào không cải thiện và không thành tựu tiến bộ cũng như người thay ra một cái áo dơ cũ xấu để mặc vào một cái khác cũng dơ cũ xấu như vậy người ấy có thể thay đổi cả ngàn lần như thế nhưng rốt cùng cái áo thứ một ngàn cũng cũ xấu và dơ như cái đầu tiên nhưng khi có một người khác cởi bỏ cái áo dơ để mặc vào một cái mới hơn sạch hơn thì anh ta trông sạch sẽ hơn ngay từ lần thay áo đầu tiên đó là bài học Đối với người muốn thay đổi y phục cho cái tâm của mình, nhằm cải tiến và tăng trưởng phẩm giá, đó là nhiệm vụ có nhiều ý nghĩa nhất của mọi người, từ quá khứ vô thủy đến vị lai vô chung, cho đến khi tâm được nâng cao đến mức tuyệt đỉnh, không còn cần phải thay đổi y áo nữa để thanh lọc. Điều này ám chỉ Đức Phật và các vị thánh đệ tử của ngài nơi nương tựa của tất cả những người đức hạnh thanh cao và thậm chí là cả những người hư hỏng thấp hèn mà cuối cùng vẫn không xa lánh hay lãng quên tam bảo có thể so sánh với một đại gia đình đông con nhiều cháu vài người tốt vài người xấu nhưng tất cả đều một lòng kính mến ông bà cha mẹ sống thiếu thốn dựa trên giáo pháp là con đường giải thoát đó là lối thực hành mà ngài phra achan mun khuyên dạy những ai tôn kính tuân hành theo lời dạy đều sẽ thành đạt mức độ định và tuệ như nhau trong tâm cộng thêm cách sống các môn đệ ngài đã thừa hưởng nơi ngài và truyền lại cho đệ tử của họ tất cả cho thấy một sự thật đầy ý nghĩa là giáo huấn của Đức Phật vẫn còn khả năng hướng dẫn đến các tầng thánh đạo và thánh quả như thủa nào. Về những vật dụng cần thiết cho đời sống, thì nói đúng ra, phương pháp thực hành của Ngài A Chan có thể được gọi là lối sống kham khổ. Thức ăn không đủ, nơi trú ẩn nghèo nàn, y phục thiếu thốn, còn những vật dụng khẩn thiết khác cũng đều thiếu thốn ít nhiều. Những người đã quen sống tiện nghi, xa hoa và giải trí, chắc chắn sẽ thấy đây là lối sống khốn cùng, khổ cực, ngoài sức tưởng tượng. Rõ ràng là không có cách chi để thỏa thích trong lối sống thiếu thốn và hạn chế như vậy. Tuy vậy, đối với ngài a chan mun lối sống này đã được tự nguyện chấp nhận và được giáo pháp hỗ trợ mỗi giây phút đau khổ và chịu đựng đều không ngoài giáo pháp vì đó là tự rèn luyện dựa trên giáo pháp những gì mà người khác cho là khốn cùng cơ cực lại trở thành thú vị và thoải mái với những vị mà đời sống được giáo pháp hướng dẫn và đã tự ý chấp nhận mọi thiếu thốn ấy. Lối thực hành này cũng có thể được gọi là thực hành từ bỏ mình, tự phủ nhận buông xả cái ta. Dù ngồi, đứng, đi hay nằm, dù ăn uống hay làm gì khác, dù di chuyển đến nơi nào hay lưu lại bất cứ đâu, luôn luôn phủ nhận mọi tự ngã ham muốn hưởng thụ và lợi dưỡng trong hành động ấy không khoan nhượng cho những lời van xin cho thân thể hay những tiếng than khóc để được thoải mái và tiện nghi đôi khi phải nhịn ăn trong suốt nhiều ngày để tinh tấn không gián đoạn lẽ dĩ nhiên là có đau khổ trong khoảng thời gian chịu đựng nhưng cũng có tâm chú niệm nhắc nhở hành giả rằng đây là chịu đựng vì lợi ích của việc hành thiền. Lối thực hành này dĩ nhiên là thích hợp đối với vị hành giả đã dứt khoát áp dụng pháp khổ hạnh này. Đối với họ, ăn mỗi ngày có thể thêm sức khỏe cho thân nhưng cũng làm cho tâm suy nhược rồi trở thành dã rượi hôn trầm. Do vậy, cách duy nhất là hy sinh sức khỏe của thân một chút bằng cách nhịn ăn một thời gian. Thời gian nhịn ăn như vậy tùy sức khỏe và sức chịu đựng của thân và trong lúc đó hành giả theo dõi tâm mình xem nó thay đổi thế nào. Cả hai điều đó sẽ giúp quyết định mức độ vừa phải. Trong vài trường hợp, một đợt nhịn ăn có thể kéo dài nhiều ngày mà vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của thân và tâm và không ảnh hưởng đến điểm cân bằng. Trừng đó hạnh kiên nhẫn chịu đựng phản ứng chống lại tình trạng đau khổ. Sức chịu đựng này được năng lực của ý chí tăng cường và năng lực của ý chí được thúc giục cho sự quyết tâm hoàn thành chấm dứt mọi tình trạng đau khổ. Trong thời gian nhịn ăn, vị hành giả quan sát tình trạng của chính mình có thể biết pháp này có thích hợp với mình không? Có vài người... Nhịn đói càng lâu, tâm càng thêm quả cảm và trong sáng, mạnh mẽ hơn và cũng năng động hơn. Trong khi hành thiền, quả lắc của thời gian ngừng hẳn, ngày và đêm tiêu tan trong ánh sáng chói lòa của giáo pháp. Đói và mệt hoàn toàn tan biến. Tâm thâm sâu an trụ trong giáo pháp. Đây là lúc mà hành giả phải tận dụng cơ hội của mình khi các ô nhiễm như hôn trầm và phóng giật đang ngủ cơ hội ngàn năm có một mà hành giả có thể trèo lên lưng các ô nhiễm ấy trồng ách vào cổ chúng thì không nên do dự trì hoãn có nghĩa là thêm rủi ro và có thể là một mất mát to lớn một khi chúng được phép trỗi dậy thì phần chiến bại trở về hành giả hành giả có thể trở thành một con voi bị thuần hóa hoàn toàn nằm dưới quyền điều khiển của cái móc sắt của người này quản tượng bởi vì đã từ lâu tâm chúng ta bị quyền lực của ô nhiễm thống trị như voi bị áp phục dưới cây móc sắt của người này tâm sợ cây móc sắt như trẻ con bị phòng sợ lửa trong trường hợp này chỉ có giáo pháp có thể phản ứng chống lại cái móc sắt ô nhiễm. Tuy nhiên, theo quan niệm của thế gian, tâm và ô nhiễm đã trở thành đôi bạn đồng hành không thể rời nhau. Việc này tạo nên hai hạng người, một hạng dựa trên giáo pháp chiến đấu để có được cuộc sống độc lập, không tùy thuộc vào cái móc sắt của người này. Hạng kia, dưới sự hướng dẫn của ô nhiễm, phải âu yếm chiều chuộng và phục tùng tuân hành theo lệnh chúng. Lối sống của hạng người thứ nhì này đưa đến hậu quả hiển nhiên cho họ và cho kẻ khác, vì năng lực của ô nhiễm tích tụ trong tâm sớm muộn gì cũng được buông lỏng thành lời nói hay việc làm. Tên nải voi bổ cái móc sát xuống càng mạnh thì từ cái tâm bị tổn thương, máu đau khổ tuôn ra càng nhiều. Vì lý do ấy vị hành giả đã nhận thức sự thật này một mực nhất quyết chiến đấu để tự giải thoát đói ăn và nhiều hoàn cảnh thiếu thốn khác trong thời gian chiến đấu đều được tự nguyện chấp nhận cả đến cái chết nếu chết là hậu quả của cuộc chiến cũng được xem là một hy sinh đặt mạng sống trên bàn thờ để cúng dường giáo pháp đối với một cái tâm nhất quyết như thế ấy, đạo lộ hẳn là tuyệt đối và không thể đổi chiều. Ngài Phra Achanmun sau khi chứng ngộ, nhận thức được rõ ràng sức mạnh của ô nhiễm và năng lực của giáo Pháp, đã trở về vùng Đông Bắc và đảm nhận việc huấn luyện đệ tử đúng theo giáo Pháp mà Ngài đã tuần tự thực hành và chứng ngộ. Theo cách ấy, Ngài luôn luôn khuyến khích Chư Tỳ Khưu và Samadera nên cương quyết và vui vẻ tự giải thoát ra khỏi ách nô lệ của ô nhiễm đang trồng vào cổ mình. Ngũ lực Trong khi dạy giáo Pháp, đề tài mà Ngài Achanmun thường giới thiệu để khuyến khích đệ tử là ngũ lực, tín, tấn, niệm, định và tuệ. Ngài giảng giải rằng, một hành giả mà tự trang bị với năm pháp ngũ lực này chỉ có thể tiến bộ và phát triển, không bao giờ thất bại hay thụt lùi. Bất cứ đi đâu, bất luận lưu ngụ nơi nào. Sau đây là đại ý của những lời ngài dạy chư vị tỳ khưu dành mạch và ngay thẳng cao siêu và đầy khích lệ lẽ dĩ nhiên những lời dạy này rất phù hợp với lối sống của ngài Sada Tín Hàm xúc niềm tin hay lòng tín nhiệm nơi giáo huấn mà Đức Phật đã từ bi ban truyền cho thế gian Phật tử là những người có phước lành được sống trong ánh sáng của giáo huấn ấy. Nếu chúng ta thành thật và tận tâm trong việc tu tập của ta, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết. Chắc chắn như vậy. Nhưng điều quan trọng không phải là khi nào ta chết, mà là chết như thế nào. Chúng ta có chết trong cách chiến bại trước quân thủ ô nhiễm không? có còn bị cuốn chặt trong vòng quay của ô nhiễm, nghiệp và quả của nghiệp không? Hay ta sẽ chết mà chấm dứt sự vận hành của vòng quay ấy? Bất luận ở đâu, từ chiến bại vẫn không đáng được ưa thích. Trẻ con chơi trò chơi cũng muốn thắng, chúng không muốn thua cuộc. Và đó phải là bài học cho những tỳ khưu Dutanga. ga phải can đảm chuyên cần tận lực để chiến thắng. Nếu vị tỳ khưu thất bại, lối sống của vị ấy là lối sống của kẻ chiến bại. Thái độ và cử chỉ của người ấy chắc chắn là chán nản. Trong khi đó, khổ đau sầu muộn ngập tràn nặng nề. Không thể mong chờ lợi ích gì từ cái chết như vậy. Khi đống khổ đau chồng chất, bao phủ ngập đầu người đang chết, không còn chỗ trống để thở. Để theo chân Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài, điều khẩn thiết là ta phải có đức tin, nhiệt thành tín nhiệm nơi Ngài, tin tưởng vào giáo huấn do Ngài ban truyền, tự trang bị cho chúng ta với đức hạnh chuyên cần và nhẫn nại chịu đựng của Ngài tự bảo vệ chúng ta bằng chánh niệm có oai lực che chở của ngài và tuân theo lối thực hành của ngài hãy kiên định trong việc thực hiện nhiệm vụ không nên thối truyền vì thiếu niệm hãy tận lực quyết tâm tạo những nhân mà sẽ trổ quả theo cách ngài chỉ cho chúng ta đó là giáo huấn dành cho bậc trí tuệ trí tuệ trong mọi sắc thái theo cách mà Ngài giảng giải. Chúng ta phải trao dồi trí tuệ ấy trong khi nghe, trong khi ăn, uống, trong khi làm bất cứ việc gì. Để có thể tránh xa si mê hay vô minh, vốn không tạo nên điều gì tốt đẹp. Có thể mong chờ gì từ nơi một người si mê, đàn ông, đàn bà hay con nít một vị tỳ khưu dutanga không nên để mình ngập trong vũng lầy si mê coi mọi vật là đương nhiên đó không phải là con đường chấm dứt đau khổ đi theo đường lối ấy không bao giờ trở thành người được xem là bậc sa môn hạng người luôn luôn tự trang bị với trí tuệ đó là những điểm chính trong giáo huấn mà ngài thường dạy cho các tỳ khưu đệ tử hạnh đầu đà giáo huấn mạnh bạo và trực tiếp dành cho những vị hành giả đã cương quyết xông vào cuộc chiến giữa ô nhiễm và giáo pháp những vị sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách nhằm thành đạt chiến thắng cuối cùng tức giải thoát niết bàn